Pakistan phản biện ông này để tôi viết chữ run với cả chữ giá nữa cho nó xong đi. Bây giờ thì em đã hiểu miệng nôn chôn tháo diệt trừ gâm như thế nào. Nào không ngã mở ra đấy, em phải yêu không chúng lại hò reo đứng bên cây xăng và hát như bài nổi lửa lên em. May gì mà may, bé đến giờ tôi đã được hiếp dâm bao giờ đâu mà may. Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị đã đến với trung tâm tổ chức sự kiện kẹo kéo quốc giới. Giờ em đã là vợ gửi trả áo trắng cô đầu cầm quả nạc trung tré này nghiền hòa cả bài ba đứa lên nắc lưu trắng thế là đành đám cưới em mới gửi trả. Anh biết rồi, anh mà là tình yêu ấy lại ra cả xa buồn xa la la la. Cái gì kinh đấy? Đây này. Cái gì đấy? Cái gân bò nó vướng vào răng khó chịu quá. Ôi kinh quá. Này, kịch bản chuyên án chuẩn bị đến đâu rồi hả? À, tôi đã lên kế hoạch chuyên án rồi. Nhưng mình vẫn phải diễn tập. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là coi như kế hoạch của anh em mình đổ bể phá sản luôn. Được rồi. Tôi sẽ bầu ông là trưởng ban chuyên án. Còn tôi sẽ đứng sau hỗ trợ. Cần thì thuê người về dựng hiện trường giả luôn. Nhưng cái quan trọng là bây giờ đứa nào nó chịu làm gian phu, đứa nào nó chịu làm rốc phụ cơ. Ông yên tâm đi, tôi đã tiết lộ chuyện này với tất cả những người trong khu tập thể rồi. Đấy, họ đã biết chuyện giữa con vợ ông và con vợ tôi cùng thằng quỷ lùn đấy. Họ rất là cổ vũ cho chúng ta thực hiện chuyên án. Thế đứa nào chịu nào làm thằng gian phu? Bác Đinh Cường họa sĩ mặt đích thị là gian phu. Còn ý, con lén ô xin nhà bà Lút ý là dâm phụ. Tốt rồi. Này, ông định lấy tên chuyên án của chúng ta là gì? Tôi đang muốn lấy chuyên án của chúng ta bằng hai cái phương án sau. Phương án thứ nhất là tiếng tim hót trong bụi mận gai. Còn phương án thứ hai là cô râu tám tuổi. Phương án một tiếng chim hót trong bụi mận gai cho nó ly kỳ, ông hiểu không? Này, ông phải nhớ nhá. Tôi sẽ là cảnh sát trưởng. Ông cảnh sát trưởng? Còn ông sẽ là mật vụ. Tôi là mật vụ. Mà ông có biết làm mật vụ không? Ông có xem kỹ cái phim mà Đại gia chân đất phiên bản Mỹ không? Mấy cái cậu mật vụ ở đấy ông có nhớ không? Ô, tôi xem suốt. Toàn thằng hiếp râm đi, phim đấy toàn cảnh nóng rồi. Cảnh sát thì mới mật vụ thì mấy cái thằng đấy. Hôm nọ ở đây mua vé đi coi ông Obama ăn bún chả. Thế là tôi phỏng vấn mấy cái thằng mật vụ, chúng nó tuổi gì, làm sao địch được tôi. Mật chuyên môn có gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Nhưng mà nghe này nhá, tao dặn mi này, mi là cảnh sát trưởng thì mi phải nhớ những cái điều sau đây này. Cái thứ nhất là không được manh động, không được nhu nhược, không được bắt bớ lung tung. Và cái cốt lõi nhất là không được nổ súng. Biết rồi. Thôi đi thay quần áo sang nhà bác Đinh Cường nhanh. Đi luôn. Alo, mật vụ nghe rõ trả lời, alo, chim hoàng gọi đại trẻ nghe rõ trả lời. Nghe rõ rồi, nhưng mà sai mật hiệu rồi. Mật hiệu sao? Chim sẻ gọi đại bàng. Chim sẻ gọi đại bàng, không mồm. Cái không mồm? Khoai môn. Khoai môn à?
Ông nói rõ tôi xem nào. Come on, come on. À, come on cái gì? Come on, come on. Được rồi, được rồi. Ok, let's go now. Thank you. Very much. Nào, lên đây. Thấy gì không? Ông có chắc là cái đôi trang phu trang phụ nó đang ở trong cái tòa cao ốc đây không? Ông là mật vụ, ông lại hỏi tôi. À thì, để tôi hỏi FBI. Hello, tôi mật vụ chiến thắng, FBI nghe rõ trả lời. Tôi mật vụ chiến thắng, FBI nghe rõ trả lời. Hello, tôi xin nhắc lại, tôi mật vụ chiến thắng, FBI nghe rõ trả lời. Úi dồi, hôm nay chú đặt bọn nó không đứa nào trực, không đứa nào trực đảng. Nhưng mà trong kịch bản là tôi viết bọn chú nó là trong hết rồi. Thế à? Ừ. Go 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 heads up oh yeah tao đã chẳng mi rồi nè mi là cảnh sát trưởng gì mi không được nhu nhược không được manh động không được bắt bớ lung tung và tuyệt đối là không được nổ súng I'm sorry mà mình nhất hết vào đây chẳng may hắn ấy cứ còn nổ tan súng ấy. Quên. Tôi là Nguyễn Chiến Thắng, mật vụ của CIA trong chuyên án tiếng chim hót trong bụi mận gai, đề nghị ba anh hợp tác cho hỏi đôi gian phu trong phụ hiện giờ bọn hắn ấy ở tầng bao nhiêu? Thưa ngài, tầng 150 ạ. Thưa nó ở phòng bao nhiêu? Phòng 150 ạ. Thank you. Nothing. Ông Thắng, ông đã có lệnh bắt khẩn cấp chưa? Tôi đã chuẩn bị sẵn ở trong túi rồi. Cảnh sát trưởng. Hands up now. Oh yeah. Các bố chậm như rùa bò ấy. Gian phu thằng phụ nó chả mặc hết quần áo rồi. Đi bắt người tốc độ phải nhanh gấp 5 lần ánh sáng ấy. Thì tôi đã bảo hắn này là khẩn trương vào là bắt luôn thì. Để hắn vừa chạy mồm hắn cứ lét với chả gâu rồi âu với chả rìa. Xong rồi khoai với môn thành ra nó cầm ấy. Thôi thôi, cho em làm lại nhá, em làm lại. Thôi, em không tập nữa đâu, không phải về nấu cơm. Không mà lúc em bà giết em chết. Làm thêm lần nữa giúp người ta đi. Bà nhờ anh trông thằng cháu kìa, anh còn đang gửi nó chơi ngoài đường kìa. Lần này con đọc lệnh luôn cho nó nhanh nhá. Dạ. Nhưng mà trước khi đọc lệnh thì hai người phải rô tay cái đầu trong mặt, phải sợ hãi thì nó mới ra đọc lệnh. Thế ông Hoàng phải hô lên một tiếng nhá. Em giả vờ sợ đi, ôm cái chăn này vào, giả vờ như đang cởi chân ấy. Đừng im! Cảnh sát trưởng phường Tách Giang đây. Lệnh bắt khẩn cấp chuẩn bị bắt đầu. Vào hồi 17:30, tức vừa hết giờ hành chính, tại phòng 150, tầng 150, chúng tôi sọc vào khách sạn Phê Lòi, bắt quả tang đôi trang phu là thằng Tích Cường và con trong phủ là Hoàng Thị Bích Trang, tức Lến, trú tại khu tập thể này. Ông ơi, ông là người viết ra cái kịch bản, ông còn đọc nhầm tên à? Tên gian phu quan trọng và con dâm phụ Đinh Hương. Sao mày cứ vậy cái tao à? Thì tao soạn kịch bản thì tao mới ra được cái lệnh bắt khẩn cấp, nhưng mày cứ cái tao đây là thế nào? Thôi, em đi về đi. Tự dưng bắt người ta ngoại tình thôi, nhớ vợ mà biết thì em chết đoàn rồi. Em buồn cười à? Em ngồi im, nó còn hai dòng đọc nốt đi cho nó xong. Hai đọc nốt. Hiện nay đã ra luật ngoại tình, tùy theo các tình tiết mà người vi phạm vướng phải sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 4 năm. Do vậy những phần tử nào đang hoặc đã thậm chí sắp ngoại tình đều có nguy cơ ngồi tù tất xin hết. Hai cái ông ạ, tự dưng xui lại người ta bắt người ta đi ngoại tình để đi ngồi tù từ 2 đến 4 năm ạ. Thôi nhá, không bao giờ ngồi tù đâu nhé. Vớ vẩn. Con này nó bị chậm nặng ạ. Nó mà diễn khá hợp lý trông giống phết. Bác Cường, bác Cường, bác thấy bọn em tác chiến như thế nào? Đều mẹ, chậm như các bố ấy. Bắt ma chẳng xong. Bác Cường ơi, bác Cường, thằng cu tủi nhà bác hắn bị ngã cầu thang. Chịu trộn, bà mà biết tôi đánh ngã thằng cháu bà thì chết dỡ. Này, ông Đinh Cường ông còn sợ vợ hơn tôi. Ừ thì đàn ông ở trong cái khu này giống nhau hết mà. Này, trong lúc thực hiện chuyên án ông có thấy vướng gì không? Không vướng. Tôi cũng không vướng gì cả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Thế thì thay mặt tổ ban chuyên án tiếng chim hót trong bụi mận gai, tôi tuyên bố không vướng.